Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021 với chủ đề Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đợt thi đua nhằm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị lịch sử của ngày toàn quốc kháng chiến, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng động cơ tinh thần, ý chí quyết tâm đồng sức đồng lòng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt các phương án, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biên giới biển đảo của Tổ quốc. Tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Tận tâm tận lực với trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường lực lượng cho tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan đơn vị, góp phần cùng cả nước ngăn chặn đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021.